Vâng, hệ thống Vespa Tuấn Cường quay trở lại. Xin được mến chào toàn thể cô chú, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn Cường trong buổi chiều ngày hôm nay đang theo dõi cái live của Tuấn Cường được truyền hình trực tiếp trên tất cả các sàn chống bán hàng của Tuấn Cường như Zalo, Facebook, fanpage xe máy giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cường và trên các fanpage của Tuấn Cường. Chào Hưng Lê. Rồi, thì như tiêu đề chúng tôi sẽ giới thiệu review báo giá cho cô chú anh chị em một số sản phẩm xe Vespa mới về trong ngày hôm nay. Đấy, trong ngày hôm nay là chúng tôi về khá nhiều các cái sản phẩm của Piaggio và chúng tôi sẽ lên sóng báo giá cho cô chú anh chị em hai sản phẩm đã được ghi trên cái phần mô tả. Chào Thái Tâm nhá. Đó là một chiếc xe Vespa Primavera bản Z Coupe mới về, và một chiếc cũng không kém phần long trọng, đó là một chiếc Vespa Spring bản Carbon cực kỳ mới, đúng chất xe trùng màn luôn. Tất cả những chiếc xe này là chưa có rửa này và chưa có lột keo, chưa có làm bất cứ cái gì hết bởi vì nó quá mới. Và Tuấn Cường để nguyên hiện trạng lên sóng cho cô chú anh chị em. Đầu tiên và trước hết thì Tuấn Cường sẽ báo giá cho cô chú anh chị em một chiếc Vespa. Vespa này là Primavera bản Just Coupe, hay còn gọi là bản du thuyền anh chị em, và bản này cực kỳ hiếm trên thị trường hiện nay. Đấy, bữa trước Tuấn Cường có review một chiếc mà cũng đã được anh chị em đến ủng hộ và Tuấn Cường đã phục vụ cho cô chú anh chị em chiếc đó rồi, và hôm nay lại về một chiếc tương tự như vậy, cũng là bản Just Coupe 2020. Thì rất ít một chủ từ đầu chính chủ. Đấy, chiếc xe này thì đặc biệt hơn một chút. Đó, Tuấn Cường bán cái giá là cho anh chị em nó là 66.500.000. Bởi vì thứ nhất là nó quá mới, thứ hai là nó 2020, một chủ không thiếu bất cứ một cái đồ gì anh chị em, cặp kiến, sổ bảo hành, rồi hai chìa khóa. Đấy, và lý do tại sao chiếc xe này nó mắc hơn chiếc xe bữa trước Tuấn Cường review 1.000.000, đó là cái biển. Đấy, anh chị em có thể thấy một chiếc xe mà được cái biển số như này thì cũng rất là bắt mắt đó, một chủ luôn anh chị em nhé. 59H199019, tránh số 7, tránh số 5, tránh số 4, chơi phong thủy rất đẹp luôn. Ok rồi Hưng Lê. Đó, anh chị em nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe biển số cũng gọi là tạm được này thì liên hệ với Tuấn Cường, để lại thông tin số điện thoại dưới phần bình luận nhé. Tuấn Cường sẽ liên hệ lại với cô chú sau livestream này. Và chiếc xe này thì Tuấn Cường không cần phải review độ mới nữa, bởi vì nó đi có mấy ngàn km và là 2020 cực mới. Tuấn Cường báo giá thôi 66.500.000. Tuấn Cường bao cùng chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em một sản phẩm của dòng Piaggio, đó là chiếc xe Vespa Primavera bản Z Coupe, hay còn gọi là bản du thuyền, rất mới, cực kỳ hiếm. Đặc trưng của chiếc xe Primavera bản Z Coupe này thì tất cả những cái khác biệt như yên, cùng tay thắng hay là cặp mâm, và có những cái tem rất là khác biệt so với các cái dòng sản phẩm mà không phải là bản kết thúc anh chị em. Đấy, và cái điểm khác biệt nhiều nhất đó là cặp mâm anh chị em, và các cái phần tông màu kết hợp màu xanh trắng, và màu xanh này là màu xanh tím rất là đẹp, xanh ngám luôn nhá. Và cặp mâm sơn tĩnh điện đa chấu thắng ABS, cổng sạc điện thoại USB, anh chị em có thể thấy là nó khác khá nhiều một số các cái chi tiết như vậy. Và chiếc xe này là bản chất cúp trên thị trường không có là bao, và Tuấn Cường cũng đã có mặt và em nó cũng đã có mặt tại cái địa chỉ Tuấn Cường 148-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, giá 66.500.000, bao cùng chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em một sản phẩm của Piaggio Vespa Primavera bản Z Coupe, hay còn gọi là bản du thuyền anh chị em. Và đặc biệt chiếc xe này có một cái tem mà không có một chiếc xe nào của dòng Piaggio có được, đó là một chiếc tem Z Coupe anh chị em. Đó, giá 66.500.000 là bao cùng chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em một chiếc xe Vespa Primavera bản Just Coupe rất mới, rất đẹp, đặc biệt biển số cũng rất là ok. Chiếc xe này mua mới tinh từ trong tốp cho luôn anh chị em nhé.
đấy, và tất cả các cái sổ bảo hành hay các sổ sách của nó là ở trong nước con hết, biển số 99019 đó. Anh chị em nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe Vespa Primavera biển số đẹp này thì liên hệ trở lại thông tin số điện thoại cho Tuấn Cường. Sau cái phần livestream này, chúng tôi sẽ có anh chị em cộng tác bên của Tuấn Cường liên hệ lại với một chú anh chị em sau cái livestream này, và tất cả chi tiết đến từ cam đoan cam kết của chúng tôi đang rất tốt. Và bởi vì chiếc xe này là xe một cửa tự động, không thiếu bất cứ một cái gì cả anh em, đầy đủ hồ sơ xe, hai ghế, hai chìa khóa và tất cả các chức năng hoạt động rất tốt như một chiếc xe mới đập thùng luôn anh chị em. Giá chỉ có 66.500, và phụ chữ giấy tờ cho tôi chú anh chị em một khoản Vespa du thuyền rất mới luôn. Rồi, 66.500 cho một chiếc Vespa bản du thuyền cực kỳ mới luôn. Anh chị em hãy để lại số điện thoại thông tin chúng tôi liên hệ lại sau nha. Rồi, đó là con đầu tiên Tuấn Cường báo giá cho tôi chú anh chị em trong buổi live ngày hôm nay đó. Rồi, kế đến một chiếc xe Vespa Spring. Đây, một chiếc Vespa Spring mà gọi là chu mền luôn anh chị em. Và Tuấn Cường bán cho của chú anh chị em chiếc xe này là 58.500, bao phụ tính giấy tờ cho chú anh chị em. Cũng chiếc xe Vespa Spring bản cao cấp, bản này là bản carbon luôn anh chị em. Đó, và chiếc xe này cũng mang một chiếc biển số cực kỳ đẹp, cũng rất là dễ nhìn. Đấy, biển số cũng phong thủy luôn, tránh số 7, tránh số 5 luôn anh chị em nhé. Đó, 59C2 86949. Và chiếc xe này với chiếc xe bản thân tiền vừa rồi là vừa mới cập bến luôn anh chị em. Đó, chiếc xe này là anh chị em có thể thấy này, một chiếc xe mà để ở trong chung cư gần như không có xài. Đó, bản cao cấp ABS trước sau, động cơ EZ bảng carbon. Đó, rất là mới đây, động cơ EZ đây. Và giá chỉ có 58.500, bao cũng chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em thôi. Một chiếc xe không thể mới hơn nữa, đi có hơn 3.000 km anh chị em. Giá chỉ có 58.500, bao cũng chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Đấy, bản này là bản carbon spring, bản đen nhám carbon luôn anh chị em. Đấy, mặt nạ này là carbon hết này. 58.500 cho một chiếc xe Vespa Spring chu mền, không đi 3.000 km và đồng thời chủ nữ từ đầu luôn. Đấy, vẫn còn nguyên cả cái ni lông bọc yên từ lúc mới này, anh chị em có thể thấy này. Đây là cái ni lông bọc yên từ lúc mới này. Và đây là dán keo hết nha anh chị em. Tất cả những cái này là dán keo hết này. Đó, anh chị em có thể thấy dán một lớp keo nguyên con từ mặt đồng hồ xuống luôn. Và chiếc xe này là đúng chất chu mền luôn anh chị em. Đó, rất là dơ, Tuấn Cường về cái là lên sóng luôn cho anh chị em, chưa rửa luôn anh chị em nhé. Bởi vì Tuấn Cường muốn để nó nguyên bản như này để lên sóng cho anh chị em, báo giá cho anh chị em luôn. 58.500, bao bốn chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em một sản phẩm Piaggio Vespa Spring bản carbon đen nhám cực kỳ mới, xe chu mền. Đó, giá chỉ có 58.500, bao bốn chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Và bản carbon này thì cũng mắc hơn bản thường rất là nhiều anh chị em, lúc mới mình mới mua là mắc hơn 3 triệu nhé. Đây, Tuấn Cường chứng minh độ mới, anh chị em có thể thấy đây, còn dán keo này. Và họ dán keo là dán từ trên mặt đồng hồ này dán xuống anh chị em nhé, từ trên mặt đồng hồ này dán xuống luôn. Đây, đi 3.500 km đây này, dán keo từ trên đây xuống. Đó, rất là mới, tất cả các cái chi tiết rất là mới. Và cũng dán keo cả phần bụng này nữa luôn anh chị em này, tất cả đều dán keo hết, chưa rửa mà lên sóng mà nó đang mới như này rồi. Tuấn Cường cam đoan khi mà Tuấn Cường làm xong cái cương anh chị em đến thì nó mới hơn rất là nhiều so với cái video clip này anh chị em. Giá chỉ có 58.500 thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì để lại thông tin số điện thoại cho Tuấn Cường sau cái phần livestream này. Tuấn Cường sẽ liên hệ lại với cô chú anh chị em một chiếc Vespa bản spring bản carbon đi hơn 3.000 km cực kỳ mới, còn dán keo nguyên con luôn, mà giá chỉ có 58.500, bản cao cấp thắng ABS, cổng sạc điện thoại USB và đồng thời là động cơ EZ tiết kiệm xăng rồi anh chị em nhé, rất mới luôn. Đấy, dán keo toàn thân, còn nguyên cái bọc yên của từ lúc mua mới luôn anh chị em, là có thể thấy yên này bỏ ra là mới keng, mới cháo luôn, mới tinh luôn đấy. Động cơ EZ đây, dán keo lớp keo trong, keo móng rất là mới luôn.
là cặp mâm cũng là bản carbon, cho nên là cái cặp mâm này là sơn tĩnh điện anh em, cặp mâm này là sơn tĩnh điện luôn. Đấy. Chưa rửa làm bất cứ một cái gì anh em có thể thấy cái một đất cát cỏ là cỏ trước cỏ sau còn theo xe mà dày thế này anh em, đây này một lớp bụi đây anh em có thể thấy một lớp bụi này. Đúng chất trùm màn cho anh em luôn. Một lớp bụi thấy chưa, đây gọi là xe trùm màn đây. Còn cặp mâm trước mâm sau là sơn tĩnh điện luôn anh chị em nhé, bản cặp con này là hơn nhau là phần sơn tĩnh điện luôn. Tất cả các chi tiết liền làm bán là bao cho anh chị em hoàn tiền 100%, nếu mà phát hiện ra máy lỗi bổ trẻ tai nạn ngập nước là hoàn tiền 100% cho anh chị em luôn. Với tất cả những kinh nghiệm cũng như quản lý xe bán tiền đó là anh chị em quá là mới luôn. Mặc dù chưa rửa nhưng mà chúng tôi cũng quay rất kỹ cho anh chị em thấy độ mới của chiếc xe này, từ phần vỏ cho đến cầm là đáng keo hết. Ở dưới đây cũng đáng keo luôn anh chị em nhé, cái xe này rất là gì luôn. Đó, một chiếc xe hết 3 bình carbon và đặc biệt là bản carbon mà giá chỉ có 58.500, bao thông tin đấy vào cho chúng tôi anh chị em. Đó, anh chị em hãy để lại thông tin số điện thoại để sở hữu chiếc xe quá mới, quá đẹp và quá chất này. Đúng chất dùng màn luôn anh chị em, rất mới luôn, 58.500, bao gồm những giấy tờ cho chúng tôi anh chị em. Một chiếc xe bản carbon vinh không thể mới hơn nữa anh chị em, 58.500 một chiếc xe Vespa vinh bản carbon cực kỳ mới luôn. Anh chị em hãy để lại thông tin số điện thoại cho chúng tôi sau phần bình luận để sở hữu hai sản phẩm, một chiếc Vespa bản carbon và một chiếc Primavera bản du thuyền. Đấy, và Tuấn Cương cũng còn rất nhiều các sản phẩm về trong ngày hôm nay. Đấy, thì như con này là cũng bản cao cấp màu cực kỳ hot, thì sẽ có giá cho anh chị em và có video clip cho anh chị em sau khi rửa xong. Đây là chiếc xe Vespa Spring màu là hồng đen cực kỳ mới, mới về. Bây giờ anh chị em nó đang rửa, thì sau cái livestream này thì có một cái video dành riêng cho chiếc xe này anh chị em, cực kỳ mới luôn và màu cực kỳ hot luôn. Đó, anh chị em nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để ủng hộ Tuấn Cương nhé. Mỗi khi Tuấn Cương có sản phẩm mới thì anh chị em sẽ được tham khảo giá cũng như tham khảo xe tại cái kênh bán hàng như Zalo, Facebook, Fanpage, đặc biệt trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để nhận thông báo giá, tư vấn về các cái dịch vụ trả góp qua thẻ ngân hàng. Đó, và anh chị em nào ở tỉnh thì có thể liên hệ với Tuấn Cương bằng Zalo, Facebook hoặc để lại thông tin số điện thoại Tuấn Cương cho liên hệ lại với cô chú anh chị em. Đó, còn anh chị em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể tới cái địa chỉ của Tuấn Cương, Tuấn Cương 108-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đến đó thì sẽ có tất cả các anh chị em cộng tác viên của Tuấn Cương sẽ hướng dẫn về là tư vấn miễn phí cho cô chú anh em 24/24 với tất cả các dịch vụ như là chạy thử xe, test xe, rồi các cái dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì cho cô chú anh chị em, rồi tư vấn về các cái thủ tục mua góp cho anh chị em, tất cả các cái sản phẩm đang có trên cái salon của Tuấn Cương đây. Và ngày hôm qua thì Tuấn Cương cũng đã review báo giá cho cô chú anh chị em một số các cái sản phẩm mà Vespa Spring ở phân khúc hơn 40 triệu. Đấy, có các cái tông màu như thế này, anh chị em có thể vào lại kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để tìm lại tất cả các video clip Tuấn Cương đã báo giá tất cả những chiếc xe này trên kênh YouTube cũng như trên các cái bài viết của Tuấn Cương trên fanpage rồi Facebook cá nhân, Zalo. Đó, còn ở phân khúc trên 30 triệu có các sản phẩm Primavera đẹp tròn, động cơ 3VE tiết kiệm xăng với các màu. Đấy, giá chỉ tầm từ 32 triệu đổ lên là anh chị em đã sở hữu được những chiếc xe cực kỳ mới, cực kỳ hot này rồi anh chị em nhé. Đó, với phương châm bán hàng uy tín tạo nên thương hiệu và khách hàng là thực tế, thì chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao tất cả các dịch vụ, tất cả các cái sản phẩm cũng như tất cả các cái đáp ứng
mọi nhu cầu của anh chị em đến với Tuấn Cường trong suốt thời gian qua đó, và ship xe tới tận địa phương cho quý vị anh chị em, cũng như hỗ trợ quý vị anh chị em về các cái thủ tục mua trả góp qua kẻ tín dụng đó, và đồng thời tất cả các cái hồ sơ về tỉnh cũng như chứng minh mua bán tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, anh chị em có nhu cầu sản phẩm nào thì vào kênh YouTube xe máy Tuấn Cường, hoặc vào kênh YouTube mới của Tuấn Cường, đó là kênh TCVT News, viết tắt của Tuấn Cường TV mới nhé. Đó thì anh chị em vào hai kênh YouTube này, hai cái kênh YouTube, và một kênh YouTube là xe máy Tuấn Cường và một kênh YouTube là TCVT News, viết tắt của Tuấn Cường TV mới, thì anh chị em sẽ được tham khảo tất cả các video clip của những chiếc xe và đang thấy trên màn hình này. Đó, bởi vì tất cả những chiếc xe này về, bởi vì Tuấn Cường về bất cứ chiếc xe nào là Tuấn Cường cũng từ là và lên sóng hết, là lên sóng lần lượt cho quý anh chị em các cái sản phẩm mà còn đang bày bán ở đây, để có video clip cũng đều có các cái theo báo giá thì cùng anh chị em cũng thể nhé. Anh chị em hãy vào kênh YouTube xe máy Tuấn Cường hoặc kênh YouTube TCVT News để xem báo giá trên đó. Rồi, thưa quý anh chị em thân mến, Tuấn Cường xin khép lại chương trình livestream trong chiều ngày hôm nay tại đây, và Tuấn Cường xin chúc tất cả toàn thể cô chú anh chị em của Tuấn Cường có một buổi chiều tối vui vẻ, tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người thân, và nhớ đừng quên ấn like ủng hộ, chia sẻ kênh YouTube cũng như tất cả các trang mạng bán hàng của Tuấn Cường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chú anh chị em tại 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, và trên tất cả các video clip tiếp theo của Tuấn Cường trong ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị em.